giờ làm thế nào để tối đa được điểm phương chi? Như mọi người nghe ví dụ vừa rồi thì mọi người thấy có đáng tiếc không? Bởi vì là anh học sinh này là phát âm tốt này, chất giọng tốt, từ vựng cũng tốt đúng không? Chỉ có điều là đọc thì rất là giật, cho nên là điểm fluency thì không cao lên được, và thậm chí là còn có thể liệt speaking luôn ấy. Thế nên là ở đây thì mọi người lưu ý giúp cô ba cái tiêu chí để mà mình có thể tối đa được điểm fluency nhá. Thứ nhất là mọi người cố gắng là phải ngắt nghỉ theo đúng dấu chấm dấu phẩy. Ví dụ như là trong đoạn văn này này, đây mọi người để ý cho cô những dấu phẩy hoặc là dấu gạch ngang hoặc là dấu chấm như thế này thì mình sẽ ngắt nghỉ ở đây để mình lấy hơi và đoạn sau mình có thể đọc một cách mượt hơn. Nếu không thì rất là có thể mình sẽ bị hụt hơi này, mà khi hụt hơi thì sẽ không đọc được tròn chữ và có khi lại còn bị nghỉ ở giữa câu nữa. Cái thứ hai là mọi người lưu ý là gì? Mình sẽ ngắt nghỉ thành các cụm có nghĩa. Có nghĩa là như thế nào? Ở đây trong câu này, ví dụ đọc từ a student cho đến education thì khá là dài đúng không ạ? Vậy thì mình có thể chủ động ngắt nghỉ thành a student exchange program complements formal education. Mình có thể ngắt ở giữa câu, miễn sao là những cái cụm mình nói ra, a student exchange program phải là cụm có nghĩa, chứ mình không được phép ngắt nghỉ lung tung mọi người nhá. Thì cái việc mà mọi người ngắt nghỉ thành những cụm có nghĩa sẽ giúp cho AI có thể nhận diện và thậm chí là còn có thể cộng điểm cho cái yếu tố content của mình. Đạt target PTE dễ dàng cùng cô Hoàng Anh.